Hello cả nhà nha. Em là bên chim cảnh Thế Hào cả nhà. Hôm nay em Hào vô rất là nhiều chim cả nhà. Em Hào quay cho anh em mình coi vào chiều thứ bảy ha. Rồi ngày mai chủ nhật anh em có rảnh thì ghé bên em ủng hộ nha cả nhà nha. Rồi em quay được loại chim gì thì anh em có ưng thì liên hệ em Hào chốt đơn cả nhà nha. Rồi đầu tiên là em Hào vô nhồng trước đi anh em. Vô nhồng trước nha. Hôm nay có vô được mấy siêu đi nhồng cả nhà. Nhưng mà nhồng hôm nay thật sự với anh em là em lấy hàng ở của anh em rồi Gia Lai rồi xuống hàng đó. Bây giờ nó không có hàng nữa anh chị. Có tuần lễ luôn em gom được có bao nhiêu đây thôi. Đó, có mấy CD nha anh em. Thì đây có một bé nhồng anh em. Một bé nhồng nha. Đây nó cũng lớn rồi mọi người. CD lớn rồi. À. Con này á mọi người, nó bị mất một móng chân sau nha anh em. Chân vàng khè, mỏi vàng khè luôn. Một mất một móng chân sau cả nha. Em bán con này 1,1 triệu nha anh em. 1,1 triệu anh chị. 1,1 triệu cả nhà. Đây em nó bị mất một móng chân sau nè quý vị. Đó. Đẹp lắm. Loại này anh em nuôi là sau này khả năng ra dòng cây châu rất là cao cả nhà. Thì thấy anh em trên mạng họ cũng bán dòng chân vàng, mỏ vàng là lỗ tay châu không á. Đó. Sau này là thành tay châu đó, nhưng mà em bán thì mấy năm nuôi mấy năm chờ lận. Em bán báo cho anh em vậy thôi chứ không có bảo hành nha anh em. Không bảo hành chống máy, không bảo hành tay châu luôn. Chỉ quay con chim sao bán vậy thôi cả nhà nghe, để sau này dễ mất lòng lắm anh chị. Rồi ok anh em nha. Đây cả nhà. Hôm nay em Hào có vô được mấy CD nè. CD nhỏ như vậy nè anh chị. CD nhỏ như vậy nha. Đó. Em để giá 1,3 triệu cho anh em thôi. Về anh em chăm cho nó ăn dế. Anh em đút dế là rất là mau lớn nha. Đút dế đây nha. Đó 1,3 triệu nha. Rồi CD tiếp theo. Đây anh chị. CD tiếp theo đây. Cỡ này nha anh em. Cỡ này là 1,4 triệu nha anh em. 1,4 triệu nha. 1,4 triệu anh chị. Đó. Cả nhà ha. 1,4 triệu nha. Có mấy có ba bốn con nhỏ nhỏ nè. Bán 1,3 triệu thôi. Rồi cả nhà tiếp theo nữa cả nhà. Đây CG lớn đây. Rồi CG này giờ thì em Hào đang bán giá là 1,7 triệu một con anh chị. Nguồn hàng không có luôn anh em. Đó. Đó, cả nhà coi vàng chân nè. Đó. Mặt hàng đang rất là hot luôn. Về bao nhiêu hết bấy nhiêu luôn anh em. Nó tới hai loại luôn. Một loại hình như là ngoài miền Trung vô anh em. Đó, một loại ngoài miền Trung vô anh chị. Anh em coi cái lỗ tai nào thấy đã không. Đó, lớn lên lỗ tai sẽ còn dài nữa nha. Thì mình nghĩ vậy thôi. Nhưng không có bảo hành nha. Đó CG này là 1,7 triệu nha anh em. 1,7 triệu nè. Đó, anh chị nào chơi gọi giùm em nha. 1,7 triệu. Đó, cả nhà nha. Rồi tiếp theo luôn mọi người. Đây một bé nữa. Bé này cái cũng là lớn rồi. Nhưng mà cái móng chân móng biên của nó mọi người. Một móng biên nó hơi, một móng giữa nó hơi nghiêng nghiêng cả nhà thấy không. Báo lỗi luôn nha. Bán 1,1 triệu con này luôn. Là có hai con 1,1 triệu nha anh chị. Rồi tiếp theo luôn mọi người. Anh em nào mà hỏi chim Bách Thanh á, anh em liên hệ lại em luôn nha. 300.000 một bé. 300.000 một bé xé em vô được 20 con á anh em. 20 con nha anh chị. Đó. Này là Bách Thanh Bắc nha anh em. Về anh em nuôi dạy nó kèm vô con chim này chim kia. Nó học tiếng rất là giỏi luôn anh chị. Anh em nào mà chưa biết á lên trên YouTube coi nha. Lên YouTube coi coi video những anh em họ nuôi lại đó. Rất là hay cả nhà nha. Rồi. Hồi sáng em vô được 3 bé chà than nữa mà em bán rồi. Đây là ba bé chà than nè, một tổ ba con luôn. Thì có bao hai trống một máy bán 1,2 triệu bán hồi sáng rồi. Rồi. Chứ sáng cũng có vô chè đất anh em. Chè đất nè. Chè đất con nha anh em. Mới cho ăn xong. Chè đất con nè. Là giá là 300 một bé. Gốc Đắk Lắk xuống nha. Đắk Lắk xuống anh chị. Bá Thanh nè anh chị ha. Rồi ok anh em nha. Rồi chè than luôn. Em còn 4 bé chè than bao trống luôn nè. CD to lực lưỡng luôn. Mới cho ăn xong anh chị. Rồi chi nay chia cho anh em mình chơi nha. 400.000 một con thôi. Bao trống luôn. Nè chè đất nè nè. Đất hồi sáng nè. Đó đã không. Cả nhà ha. Rồi mềm mịp non luôn. 200.000 một bé. Mềm mịp non luôn anh em nào chơi qua bắt giùm em. Mới vô anh em. Mới vô mềm mịp non nè. 200.000 một bé nha. Rồi cưỡng non luôn anh chị. Cà cưỡng non nha. 300.000 một bé. 300.000 một bé không bao chống máy luôn nha. Mấy chim non này không có bao được mọi người. Rồi sáu nâu nữa. Sáu nâu luôn. 200 một bé. Em còn vài con là đẹp ghê mọi người. 200 nha anh chị. 200 nha. Rồi cả nhà ha. Rồi em còn ba bé quạ luôn. Quả non nè anh em. Quả non. Anh em mình chơi alo em Hào luôn. Cái này là mẫu ăn được rồi cả nhà nha. Vậy anh em tắm cho nó đẹp lại nha. Quả non anh chị. À, nó dính cám rồi mọi người. Đó. 500.000 một bé nha anh em. Con này là thông minh cực kỳ luôn. Anh em nuôi lớn lên anh em dạy được nói tiếng người luôn nha. Có nhiều anh em nghệ nhân họ nuôi cũng rất là hay cả nhà nha. 500.000 một bé nha. Rồi. Quất non luôn nè. Em vô được 3 2 con quất nữa.
một con quốc nhỏ, bốn quốc lớn, mà có ba con em nuôi bữa giờ rồi. Nay cũng lòng biến nuôi anh tính để làm chim mồi chơi á. Rồi chị anh em mình luôn 300.000 con nha, anh em qua bắt thoải mái luôn. Bữa anh nào mà hỏi mua cái chuồng này mà mua không được á, thôi qua bắt lại giùm em luôn đi, em bán cho anh em luôn đi. Em tính nuôi làm quốc mồi mà em thấy mất thời gian quá, thôi để anh em bán cho anh em mấy con chim con này đi, rồi anh em về nuôi làm cảnh làm kiển đó, làm gì làm, em bỏ tiền thêm 4-5 triệu gì đó em mua con quốc mồi em chơi luôn cả nhà nha. Tại bạn em giờ nó đem đi chơi, nó đổ nó đi chơi quốc rồi, nó rủ em mua quốc mồi đi chơi với nó nha. Rồi đó, 300.000 một con. Rồi anh em ngủ sắc luôn, ngủ sắc nè anh em, ngũ sắc nha anh em, con ngũ sắc trống không mà không có máy mọi người. Đó, con nào đẹp đẹp lông 300 anh em, con nào nào xấu lông 2.5 nha cả nhà nha, 2.5 anh chị. Nó chim này em nhập qua anh em Sài Gòn không mà về đây cũng gần 200.000 một con mà mọi người, nhưng mà có lông xấu lông đẹp cả nhà. Đó mà em bán vậy anh em thông cảm nha, cũng nhập từ anh em khác về anh chị. Nhiều khi anh em ở ngoài miền Trung hay ngoài đầu có chim ở ngoài thì nó rẻ rồi à, nhưng mà giờ tới trong miền Nam này nhiều khi nó mắc xíu nha anh em. Đó, chứ thường thường em hào bán chim về lông lá đẹp đầy đủ luôn, em nhập tận gốc em bán có 250 à, có khi 230 luôn chị. Nhưng mà đợt này nó cao quá mọi người thông cảm nha, có đỡ hơn không nha anh em. Rồi em còn một con bù chao nè, 200 nè. Đó, hai con khú khoang cổ luôn 200 anh em, mấy này hót hay lắm anh em nha. Đó, anh em nào chơi bắt hả không thì lại mình làm ha. Rồi em còn luôn là chim Sika anh em, Sika hôm nay đẹp lắm, Sika chào bá luôn mọi người. Đó, đã nha. Rồi 4 xị một con nha anh em, 4 xị một con, anh em nào chơi Sika này bắt giùm em ha, 4 xị một con rất là đẹp đúng không vậy. Rồi em có thêm một tổ quýt cô non nữa anh em, một tổ ba con nè, anh em nào mua luôn giùm em đi. Quýt cô nè, sáng nó vô nè, tổ quýt cô non nè nè, sáng nó vô mà em quên quay cả nhà, quýt cô nè. À, một tổ ba con nha anh em, Siri rất là đẹp. Rồi em bán tổ này 600 đi. Đó, còn nào muốn mua lẻ thì 200.000 con hên xui, nếu mà bắt tổ này hên hên là được hai trống một máy cả nhà, hai trống một máy nha, thường thường nó là vậy mọi người. Đó, rồi anh em nào chơi gọi em ha. Tiếp nữa mọi người, em có dầu cua bể đấu luôn cả nhà, dầu cua bể đấu luôn quý vị. Hồi sáng em vô được 10 con cua bể đấu Gia Lai nữa, nhưng mà để đây chưa kịp quay phim nữa, anh em bắt hết con rồi, mắc hết con số 1 rồi. Nhưng mà giờ những con sau cũng còn đẹp lắm, cầm đẹp nè. Em quay con, quay cho mà mã số cho anh em coi, anh em lựa nha. Đây mọi người, cua bể đấu đây, đây đã không quý vị. À, bơi nha, giờ này nắng nó hơi chói anh em, nắng hơi chói cả nhà. Đó, anh em coi cờm em nha, mã số 2 nha, con này mã số 2 nha chị. Mã số 2 nè, anh em coi vàng còm khủng luôn. Đó là mã số 2 cả nhà nha. Đâu, quá đẹp ha. Rồi mã số 3 luôn chị. Mã số 3 nè, đó, còm cũng dày lắm nha. Rồi, mã số 3 nha. Rồi, tiếp mã số 4 luôn đó nha. Mã số 4 nha, em up video lên, chủ nhật anh em qua ủng hộ nha. Với lại một phần nữa, cả nhà không chú ý nha, ngày mai chủ nhật em làm tới 11 giờ trưa là bắt đầu em nghỉ cho tới 2 giờ chiều nha anh em. Tại vì nhà em có đám giỗ của ông ngoại em nên là em nghỉ buổi từ 11 giờ trưa tới 2 giờ chiều. Anh em qua chú ý móc giờ nha, để qua cửa hàng đóng cửa đó cả nhà nha. Tại vì nguyên gia đình em làm ở đây mà giờ nhà có đám giỗ thôi nghỉ buổi trưa để anh em về bển ăn miếng cơm trưa cả nhà nha. Rồi. Đó, mã số 4 nha anh em, mã số 4 nha. Anh em qua nha, chú ý giờ nha để chạy qua cửa hàng đóng cửa, không ai mở cửa à. Rồi mã số 4 nha anh chị. Số 4 nào hơi khó coi cả nhà ha. Nhảy quá hơi khó coi quý vị. Số 4. Rồi, số 4 nè anh chị. Rồi. Số 4 này đẹp á, cả nhà. Còm nè. Tướng táo lực lưỡng luôn á cả nhà. Nó nhảy một khó quay quá. Rồi, số 5 anh chị, số 5 nè. Số 5 nè anh em coi nước còm giùm em nha. Số 5 còm rất là nhuyễn cả nhà ha. Rồi, em quay tiếp con số 6 luôn mọi người ơi. Số 6 cả nhà ơi. Đó, số 6 nha. Đó, anh em mà có lựa nước còm đi. Rồi, số 7 luôn cả nhà, số 7 nè. Đó, cả nhà ha. Con này mũi hơi chạy xíu nha. Rồi, số 8 anh chị, số 8 đây. Dữ dội luôn, rau số 9 luôn anh em. Số 9 nha anh chị. Đó. Cũng đẹp nha. Rồi, số 10 luôn anh chị. Số 10 luôn quý vị ơi. Ừ, số 10 nha. Rồi thay 2.5 luôn nè Vũ ơi. Đây nè, sáng quay phim một tour rồi, đăng lên một tour rồi cả nhà. Rồi em còn hồng tước hôm qua anh em chốt sạch cả nhà. Hồng tước qua chốt sạch. Bây giờ còn có hồng tước máy thôi. Vàng tước nè. Đó, 300 nè anh em nào chơi gọi em ha cả nhà. Để ngày mai mốt có trống vô em bán cho anh em. Rồi em có thêm một cặp quýt quýt cô nữa. Một cặp quýt cô anh chị. Quýt cô xanh nha, con trống và con máy. Đây con trống đây. Trống này già rồi, bán cho anh em mình 70 đi.
nè, bút cô xanh nè, chống máy nè, con này 70 đó nè, con này con máy nha, máy nè nè đó, rồi máy 70 luôn ở nhà nha, anh em nào chơi gọi em là 140 cặp nó ha, bắt cặp đi hả, vui chơi chống máy luôn á, của chú kia cái 7 giờ chú đưa em á. Rồi tiếp luôn mọi người, Thanh Tước còn một bé luôn, anh em nào chơi gọi em Thanh Tước Việt Nam đẹp nha, mức rượt luôn quý vị. Đây nè, hai nữa nè, hai sáng vô hai nữa đó. Rồi chốt số em nha, đó ở nhà ha, đó Thanh Tước 4 sĩ anh em, quả tiễn là 2 sĩ nè, còn 2 con nè, quá trời chim rồi mọi người. Rồi với lại chiều ngày hôm qua nó vô hút mật giá rẻ nữa mà em hào không có quay mọi người. Đây à, xác pháo nó hiếu lông đuôi mọi người, nó hiếu đuôi nè, hiếu đuôi nó hơi xấu lông xíu nha, đó 150 con, 150 con anh em, con chuyền thì 180, con chuyền nè chắc có chuyền 180 nè, trời ơi hot in nổi hết, về anh em về cắm hạt hết rồi nha, về anh em làm gì làm mọi người. Rồi có tí ô luôn, tí ô cũng vô được 5-6 con gì á, tí ô chuyền nè, à tí ô chuyền hơi hơi xấu xấu xíu cả nha, đó 250 anh em, 250 nha, một con chuyền nè, hai con chuyền luôn nè, 250 anh em đó. À, rồi đó cả nhà nha, ốc bích dao beo luôn, còn ốc bích dao beo nè, anh chị nào chứ ốc bích dao beo liên hệ em nè, chỗ đỏ đỏ nè này, nuôi này muốn nổi hết rồi, có con nó khứa luôn á mọi người, mà không biết con nào đó, 250 nè anh em, về bắt chơi đi, nó còn được vài con nè, hai con ha, đây con này con già bán 150 anh em, già bán 150 nha. Rồi cái pháo này xấu nè, à, đây con nè đó, còn bốn ốc bích dao beo nha anh em, cỡ này về anh em nuôi làm chim mồi bá cháy luôn á, quá trời chim là mùi nè, sắc pháo nè, sắc pháo mà tơ lông đẹp nè là 300.000 một con ở nhà, đây nữa nè, 7 màu tơi nè, đẹp nè, 300 nè anh chị, hồng đen nè, hồng đen 300 nè anh chị, à đen 300 nha. Rau sắc pháo nè đó, à, cả nhà ơi đó, à, chốt sổ em nha. Đây còn đây là con đẹp ghê mọi người, ủa nó tới chợ đầu đẹp luôn, Đà Lạt, bụng trắng đuôi dài, lông nó tím liệm mướt rượt bóng lón luôn. Đại ca nào chơi bắt mem 4 rưỡi nha. Rồi một con Đà Lạt cũng vàng đuôi dài luôn, hàng này 500.000 một con nha anh em, 500.000 một con anh chị ha. Rồi còn hai bé cáo đòn luôn, 150 một con, anh chị nào chơi gọi mem cả nhà ha, hát hay á mọi người. Rồi em có con hũ sắt nè, bị lỗi móng anh chị nè, cái móng nó hơi vệnh vệnh nè, thanh lý 150 nè, anh em nào chơi gọi mem thanh tách riêng nè, chạy đất 120 con em, chạy đất 120 anh chị đó, 120 đất già nha, còn đây đất kiền, đất kiền 250, con nào xấu xấu lông á xíu thì 200 bán luôn, đất kiền, đất kiền anh em ở nhà ha. Rồi vàng anh luôn, còn một bé anh em chơi gọi luôn giùm em, 4 sĩ một con cả nhà, về anh em hả ao bi chơi nha. Rồi hồng hạnh em còn luôn, hai con hồng hạnh mã đà luôn, rồi thời dòng này hấu hay lắm anh chị, mau chơi lắm, này dễ nuôi lắm anh em, về anh em nuôi như chim sâu vậy, dễ nuôi lắm ha. Rồi hồng hạnh 150 con nha cả nhà. Rồi một con sơn ca lỗi móng luôn, bao trống, giờ anh em thả ao bi chơi gọi bóng nha. Rồi 100.000 nha anh em, 100.000 nha, này còn được một con hang nè, dài 21 cm, hàng Campuchia, nhảy mầm mầm luôn, 300 anh em, bự cho bá luôn nha. Đây có con nè, này có con này có con chấm bông ngay mặt nữa nè, 300 nè anh em ha, con này chắc tầm 20 à, con chấm bông tầm 20 à nè, ở đây có con hai bông nữa nè, con lửa hai chấm bông luôn, đuôi 14, 15, 16 gì á đó, có hai chấm bông ngay mặt nha, 500 nha anh em, cu này cu cũ, còn con nè anh em nào chơi bắt luôn, bán 250 thôi, vậy anh em làm chim mồi chim gì đó làm 250 nha. Rồi con mi 1.6 bán cho bà, rồi con mi 1.6 luôn anh em, một con quạ mi giá 1.6 luôn, hôm qua em vô em có quay hai con mi, con 1.7 thì đi rồi, và con 1.6 hết rồi nè, anh em nào chơi gọi em nè, 1.6 nha anh chị, đó đẹp không, à hết rồi nha cả nhà, có con duy nhất thôi, em canh nào hết được em báo cho anh em mình mua chơi cho dễ nha. Rồi mọi người đó, con nó 1.6 ha, đây chè lửa anh em, chè lửa mà đuôi nó chưa không có hoàn thiện, cái đuôi không hoàn thiện nhưng mà chim không tật lỗi gì hết nha, nè cả nhà, đó 160.000 nha anh em, 160.000 cả nhà ha, hàng lỗi 120 em bán hết rồi. Ở đây nữa nè, hàng lửa nguyên nè, đuôi 14, 15 nha cả nhà ha, 14, 15, 16 gì đó, đuôi ngon ngon xíu thì 200 nha anh em, còn được có 2-3 con, đây con 2-3 con gì à. Rồi để coi còn con gì nữa em quay em bán cho anh em luôn, bữa đây nè, than 200.000 nè, có con than này hơi gầm gòm, hơi ấm ấm nè, 150 nè em, rộng nó bữa nay khỏe rồi. Đây nữa anh em,
Đó, khoan là đẹp đẹp xíu thì 200 nha anh em. 200. Đó, ở nhà ha, có nhiều loại lắm mọi người. Này em có con khoan này là nó ốm lắm mấy anh chị. Em sợ nó chết mà nó hót ông nọ, nó hót mọi người, đi giọng luôn á. Em thấy đi giọng luôn á nha. Em bắt em ra nó hơi đuôi hơi tua tua nè, em bắt ra cái em cho nó ăn rồi mà nó ốm rồi cả nhà nha. Con này tốt chắc luôn á, chúng ta cũng ngon lắm. Thấy nó bỏ vòng học, thấy nó hót nó đi giọng mình bắt ra thấy nó ốm mọi người nên bỏ đem chăm nè. Nay cũng nhảy khỏe rồi nè. 150 nè anh em, nào chơi bắt luôn em, khỏi mất công chăm cả nhà nha. Rồi, năm màu cám hạt còn hai bé luôn. Anh chị chơi gọi em luôn. Cám hạt nha, 200 ngàn con. À, cả nhà ha, 200 ngàn con nha. Dặn anh em qua bắt ủng hộ nha. Rồi, nè. Phúc mà xét khóa bổi nè, xét khóa bổi nè. Bảy màu, bảy màu bổi nè. 150 nè, 6 đuôi nè. Đó, chuyền 108 nè. Đó, cả nhà. Xét khóa 6 nè, 150 nè, cả nhà. Ít đuôi đó. Đó cả nhà. Rồi, anh em mua AB này rẻ thì em đi anh em thả anh em chơi nha. Quá trời chim luôn quý vị. Sáng giờ vô chim mới vừa xong á. Đó cả nhà. Để coi còn con gì nữa không. Rồi, rồi rồi vậy nha, em hào xuống nha. Anh em ơi, chủ nhật rảnh rồi qua em cả nhà ha, quay sơ vậy thôi. Anh em mua online thì có thể alo qua đặt hàng, em hào gửi hàng cho cả nhà qua đường xe khách từ Quảng Nam về tới Cà Mau luôn nha. Rồi ok mọi người ha, chúc anh em tới cuối tuần vui vẻ.